Thì phần này có thể sau này các anh chị sẽ sử dụng tính năng này khá là nhiều, bởi vì nó có nó hỗ trợ cho tuyển dụng nữa. Thì về đây, đây là cái giao diện của một cái giao hàng cá nhân. Khi mà người khách hàng của mình họ nhận, người tiêu dùng họ nhận được cái link đó từ mình, thì do ở đây phía ở trên trình duyệt web nên trình duyệt test cho nên nó không có thể hiện rõ full name và hình avatar. Nhưng mà sau này khi mình chạy trực tiếp ấy, các anh chị sẽ thấy cấu trúc của nó này. Nó có hình avatar là tên, các kênh liên lạc, mã số của mình, các sản phẩm mà mình gợi ý cho người tiêu dùng. Và đây là phần giới thiệu về gian hàng của mình, giới thiệu tóm lược về gian hàng của mình. Thì các anh chị cần biết nội dung giới thiệu như thế nào, tùy vào cái đối tượng khách hàng mình nhắm đến, tùy cái nhu cầu của họ mà mình nhận biết được, thì mình có thể sẽ viết một những cái đoạn giới thiệu nó ngắn gọn, và để mà khi người ta đọc vào người ta sẽ thấy ngay một hấp dẫn quá, mình phải thử ngay, mình có được nhiều quyền lợi quá mình phải thử ngay. Hay là đơn giản là nếu anh chị không biết viết gì thêm, cạn ý tưởng rồi thôi, mình để thông tin liên lạc của mình, để cho chắc chắn là mình phải để thông tin liên lạc để trong trường hợp người ta cần gì người ta sẽ gọi ngay cho mình. Họ không biết thao tác tiếp theo hay như thế nào, chị đang đứng ở bước này đây, chị nhận được cái link của em, chị đến bước này rồi nhưng chị không biết đi tiếp là gì chẳng hạn, thì ít nhất mình cũng phải để số điện thoại hay messenger hay gì đấy, thông tin liên lạc của mình để họ. Ngắn thôi, ngắn nhưng mà mình đánh vô mấy cái mấy điểm trọng tâm. Đây, cái trang này thực ra là anh chị biết sau khi mình đăng nhập vào ngay cái trang cá nhân của mình ấy, anh chị kéo xuống đến cuối trang là cái phần tạo gian hàng cá nhân ngay trên trang đó luôn. Hoặc cách thứ hai để anh chị vào trong cái phần hệ thống là vào trong cái công cụ kinh doanh và vào gian hàng cá nhân UBS Store, thì có hai con đường để mình đi vào cái phần đó ha. Đây là phần đặt tên cho gian hàng cá nhân. Các anh chị lưu ý cái tên của mình nó sẽ dính vào ngay cái đường link để mình chia sẻ, và cái đường link này mình sẽ chia sẻ cho nhiều khách hàng cá nhân khác nhau, nhiều khách hàng người tiêu dùng khác nhau, cho nên các anh chị hạn chế đổi tên. Cho nên trước khi mình đặt tên mình suy nghĩ kỹ một tí, mình đặt cái tên cho nó kêu cho nó dễ nhớ. Nhưng mà mình đặt xong rồi hạn chế thay đổi, bởi vì mình thay đổi là cái đường link nó bị thay đổi. Ví dụ như hôm nay mình tạo, mình share cho khách hàng A, ngày mai mình đổi tên, mình share cho khách hàng B thì vô tình khách hàng A còn mở cái link cũ ra, không được. Nó đã bị thay đổi cái đường link rồi, nó thành một cái link mới mà. Cho nên là link cũ người ta mở ra người ta không thấy nữa. Cho nên là mình đặt tên này gần như là chết luôn cái tên này. Mình suy nghĩ cho kỹ, mình chọn một cái tên dễ nhớ và không bị trùng lắp với lại những người khác. Cố gắng mình đặt tên, nó có một vài những cái quy định, những cái rule đối với cái tên. Đặt tên thì không có chữ Oriflame ở bên trong. Ví dụ thủy Oriflame là không được. Thủy đi vét được không? Dạ được. Dạ. Nhưng mà thủy có dính chữ Oriflame vào nó không được. Hay những ký tự đặc biệt và những khoảng trắng ở trong cái tên của mình nó cũng không chấp nhận. Thì những cái phần mình cái đánh dấu màu xanh này là nó chấp nhận là được. Còn những phần mà dấu đỏ, ví dụ như thúy, cái dấu cắt, cái đánh đậm thì lại không được. Hay là thúy rồi phẩy, phẩy nháy ở trên rồi đánh đậm thì lại không được. Cho nên là nó có những cái quy luật khi mình đặt tên với anh chị. Thì sao chị? Thủy wellness vẫn được, vẫn được, miễn là không có dính chữ Oriflame thôi. Điệp như những màu gắn số vậy, có gắn số vẫn được. Gắn số 2 có số nè, anh chị lấy thử này, thúy đậm 2 gắn số vào vẫn được. Nhưng mà anh chị lưu ý giùm em nha, cái link này là cái link mình chia sẻ, và sau này các anh chị có thể chuyển tải từ cái link này qua thành QR code mình in name card này, các thứ, thì khi người ta scan vào đó người ta sẽ vào ngay cái đường link của mình, và người ta đăng ký hay người ta mua hàng gì đó thì nó tự động nó kết nối mình trở thành người bảo trợ và là người bán hàng cho chính người đó luôn. Thì cái này nó ảnh hưởng đến các quyền lợi của các anh chị. Còn nếu mình đổi tên thường xuyên quá thì sau này cái đường link nó bị thay đổi rồi. Cái link cũ nó không còn giá trị gì để chỉ nhà. Nên mình đặt tên mình để ý cái này nha. Rồi, thứ hai nữa là về
về phần kết nối. Sau khi đặt tên, hệ thống nó dẫn mình đến bước 2 là cái bước kết nối với Facebook các thứ. Thì hiện giờ các anh chị vào trang mà thiết lập gian hàng cá nhân của mình ấy, nó vào phần mạng xã hội thì nó có sẵn cái phần bên mạng xã hội thì có sẵn Facebook rồi. Lúc đó các anh chị kết nối với Facebook của mình, rồi nhập thông tin Facebook vào thì nó tự động nó kết nối, rồi sau này các anh chị chia sẻ mọi thứ liên quan đến Facebook. Mình có thể nhập nhiều hơn là một cái Facebook luôn chị, ví dụ như là Instagram hay là có em đang phát triển thêm. Hiện giờ thì do ở Việt Nam mình Facebook nó là popular nhất ấy. Cho nên là IT họ đang để Facebook. Còn thực ra là rất là nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác nhau, Instagram, WhatsApp, các thứ thì đều có thể kết nối được hết. Messenger này các thứ cũng kết nối được mà. Sau bước kết nối thì là đến bước đăng tải hình đại diện. Thì các anh chị đã có sẵn hình đại diện ở trên Cumulus của mình rồi thì nó tự động nó kết nối vào đây. Còn nếu không có thì ở bước này nó sẽ yêu cầu mình đăng tải. Phần này thì hình nó giới hạn là tối đa 5 MB. File dạng gì vẫn được. Nó có thể cho mình crop hình nãy vào, lấy từ một cái hình tập thể crop mở cái mặt mình xong vào vẫn được. Nó hướng dẫn cho mình cách xử lý luôn. Và đây là cái phần giới thiệu, nội dung giới thiệu về cá nhân. Như tôi nói đó, các anh chị cần biết ngắn gọn, mình đánh trọng tâm vào những gì khách hàng họ đang quan tâm, để mình lấy họ chỉ cần đọc lướt sơ qua một vài ý trên gian hàng cá nhân của mình, họ hiểu được cái thông điệp mình muốn truyền tải với họ như thế nào, họ thấy được nó hấp dẫn như thế nào, họ muốn khám phá thêm gian hàng của mình, họ thấy được cái quyền lợi khi họ vào mua hàng ở trên gian hàng cá nhân của mình là gì. Các chị có thể giới thiệu thì mỗi người mỗi cách viết khác nhau, thì tùy làm sao để mình viết nội dung cho nó ngắn gọn xúc tích mà nó đủ truyền cảm hứng được cho người tiêu dùng của mình. Phần nội dung đó các anh chị có thể thay đổi nội dung thoải mái nha. Ví dụ như với khách hàng A mà muốn chia sẻ liên quan đến wellness thì mình có thể để những cái nội dung giới thiệu về wellness vào. Còn với khách hàng B về nước hoa chẳng hạn thì mình có thể mình edit cái nội dung liên quan đến nước hoa hay các sản phẩm chăm sóc làm đẹp gì đấy, làm trẻ hóa da gì đấy để mình chia sẻ cho những nhóm đối tượng khách hàng. Và đây, sau khi mà mình tạo xong thì nó đến bước hoàn tất thiết lập gian hàng. Thì ở đây do trình duyệt test cho nên là mới hiển thị có 4 cái nhưng thực ra nó sẽ rất là nhiều cái lựa chọn. Đây là ngay cái dấu xanh này, các anh chị thấy đây là đường link của gian hàng của mình có thể copy và dán nó vào bất kỳ mạng xã hội, trình duyệt, chat nào. Phần này á, mình có thể như lúc Thúy nói á, thay đổi nội dung thì ở đây nó có cái nút cây bút này, mình có thể bấm vào cái cây bút này để mình thay đổi nội dung, mình viết lại nội dung mới, xong mình bấm nút lưu và xong. Muốn copy thì mình bấm vào cái nút xanh này, mình copy gửi đi. Mình có thể dán up lên Facebook hay là gửi qua bất kỳ kênh nào cũng vậy. Sau khi mình tạo gian hàng xong thì là sẵn đó mình tạo luôn danh mục sản phẩm tiêu dùng. Ở đây các anh chị được tạo tối đa 5 danh sách sản phẩm. Mỗi danh sách sản phẩm được tối đa 8 sản phẩm. Ví dụ như mình tạo danh mục thứ nhất là về wellness chẳng hạn, thì trong danh mục wellness đó, trong cái nhóm wellness đó mình tạo được 8 sản phẩm mình tâm đắc nhất. Rồi xong rồi đến nhóm thứ hai là nước hoa chẳng hạn, nước hoa nữ chẳng hạn, thì mình được ép vào 8 sản phẩm nước hoa mình yêu thích nhất. Thì cái danh sách này có thể thay đổi tùy mình thấy cái này không phù hợp nữa, mình tháo nó ra, mình tạo cái danh sách mới vẫn được bình thường. Thay đổi nội dung gian hàng, phần giới thiệu gian hàng và thay đổi danh mục sản phẩm khuyên dùng là mình có thể thay đổi thoải mái bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là với cái tên của gian hàng thì mình hạn chế thay đổi, chỉ vì nó ảnh hưởng đến đường link mình chia sẻ. Rồi, bằng cách là mình đặt tên